Đáng đời lũ chuột, may mà có chiếc gương tà thần này đã tạo ra một ảo ảnh Doraemon sát thủ tấn công lũ chuột, một việc mà mình không dám làm. Cũng sắp xong rồi, chắc mình phải vào trong mới được. Ai, cái gương này sao nặng thế này, còng hết cả lưng. Nhưng mà phải nhanh chóng thu phục cái tên Doraemon sát thủ kia vào, nếu không thì không hay đâu. Này, tên Doraemon sát thủ kia, hãy tới giết ta nào, hãy tới giết ta nào, lại gần cái gương này đi. Đắc đắc vậy lắm mình mới sử dụng cái gương tà đạo này đó. Ai, nếu mà để tên Doraemon sát thủ này mà thoát ra ngoài, chắc là nhiều án mạng lắm đây. Nhưng mà trong tầm kiểm soát của mình rồi, mình không sợ. À, cuối cùng cũng đã an toàn rồi. Mình phải lau chùi chiếc gương này, rồi sau đó cất nó vào trong cái túi thần kỳ mới được. Nếu mà để Nobita thấy thì không hay đâu. Doraemon ơi, Doraemon hả? Doraemon ơi, tớ về rồi nè. Cậu giấu cái gì hả? Không cho tớ xem hả? Thôi chết Doraemon, cậu đang làm gì vậy? Thôi, không hay rồi. Mình phải nói dối Nobita thôi. Nếu mà Nobita biết được cái gương này có khả năng đặc biệt thì không có hay đâu. À, Nobita hả? Tớ đang giúp mẹ lau việc nhà. À, cậu đi học về sao không ra ngoài chơi đi? Thiệt là đáng nghi ngờ. Nhìn cử chỉ của Doraemon kìa. Mỗi lần cậu ta nói dối là tay chân cậu ta rung lên nè. Hình như cái gương ở đằng sau có cái gì đó đặc biệt. Mình phải dụ Doraemon đi chỗ khác mới được. Doraemon ơi! Hả? Hồi nãy tớ thấy Mimi. Mimi bị một con mèo đực nào đó cắn quá trời luôn kìa. Cậu héo ra xem thử đi. À, cậu nói cái gì? Mimi bị một con mèo đực cắn hay sao? Đúng rồi đó Doraemon, cắn quá trời quá đất luôn. Tớ phải đi cứu Mimi, tớ phải đi cứu Mimi. Mimi ơi, chờ anh tới cứu em đây. Doraemon thiệt là ngốc quá đi. Cậu ta giấu mình cái gương gì đây? Chắc là một bữa bới của cậu ta đi mà. Để mình xem thử. Hả? Cái gương này sao không có gì đặc biệt hết vậy? Chắc có lẽ cậu ta nói đúng, đây chỉ là một cái gương bình thường mà thôi. Chán quá à. Ủa, mình nghe thấy tiếng động mà. Doraemon đi rồi mà. Ai ở trong phòng đó ta? Kỳ lạ quá vậy. Chiếc gương vẫn ở đây mà. Chẳng lẽ lũ chuột hay sao? Không thể nào. Doraemon ghét nhất là chuột. Không bao giờ cậu ấy cho lũ chuột sinh sống trong phòng. Hả? Yeah. Ở đâu đi? Ở đâu đi? Doraemon ơi! Mẹ ơi! Ba ơi! Cứu con! Cứu con! Hả? Tiếng của Nobita? Sao Nobita la âm sầm dưới lầu vậy ta? Chẳng lẽ thằng bé gặp chuyện gì nguy hiểm hay sao? Được rồi, mẹ đang tới đi con. Mẹ ơi, nhanh lên, cứu con mẹ ơi, con sợ quá. Hả? Sao con chui vào cái lồng đó? Không phải đâu mẹ ơi, có một Nobita đã bắt con nhốt vào đây. Con nói cái gì chứ, có phải bị ấm đầu hay không? Làm gì có Nobita nào khác, con đang trong lồng kia kìa. Kìa, sao lưng mẹ kìa? Hả? Không, sao có hai Nobita vậy? Em ơi, ra mở cửa cho anh đi. Nobita ơi, ra mở cửa cho ba nè. Ba về rồi nè con. Ôi, sao nhà không có ai hết vậy ta? Thật là kỳ lạ. Hả? Cửa không khóa mà. Hả? Là Nobita, sao con không ra mở cửa cho ba? Hả? Con làm gì vậy? Nobita thiệt là đáng ghét, dám lừa mình chứ. Mimi có làm sao đâu. Hả? May quá, tấm gương vẫn còn đây. Không biết Nobita có dọc phá gì nó không nữa. Nobita ơi, cậu đâu rồi?
Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi. Không, không. Doraemon ơi, cứu ta với. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? À, ba, ba ơi, ba ơi. Doraemon ơi. Chẳng lẽ Nobita đã gọi con quái vật sát thủ? Nó kìa. Thôi xong, chết mẹ rồi. Không xong rồi. Mình cần phải tìm được Nobita, sau đó khắc phục hậu quả mới được. Trước tiên mình phải dụ nó ra ngoài. Trốn ở đây trước cây đá. May mà mình chạy kịp, nếu không cái con sát thủ Nobita đó nó chém mình tàn sát mất. Bây giờ phải tìm cách quằn về, tìm được Nobita thì mới giải quyết được vấn đề thôi. Không, cái cậu, đừng lại đây, đừng lại đây, ở yên đó đi. Doraemon sao thế nhỉ? Để tôi qua hỏi cậu ta thử. Đừng lại đây mà. Doraemon ơi, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy Doraemon? Hả? Nobita? Thôi, không xong rồi. Con sát thủ Nobita này gặp ai đó cũng muốn giết cả. Đúng rồi. Đây là cơ hội của mình. Kiếm cách giải quyết. Mình phải về tìm Nobita thật sự mới được. Hồi nãy mình nghe thấy tiếng Nobita vang ra từ chỗ này. Nobita ơi! Doraemon ơi, tao ở đây nè. Lại đây cứu. May quá! Nobita! Doraemon ơi! Mẹ đã bị tên quái vật đó giết chết rồi. Nhanh lên Nobita, tôi có cách giải quyết. Nếu cậu mà còn lằng nhằng thì không kịp đâu. Có cách giải quyết sao? Tôi sẽ phá cái lồng này ra để cứu cậu. Nobita, cậu muốn cứu mọi người thì cậu phải thực hiện theo kế hoạch của tớ. Đầu tiên, sau khi hắn quay trở về, hắn sẽ không thấy cậu trong cái lồng. Hắn vô cùng tức giận. Tiếp theo, tớ sẽ làm con mồi nhử hắn chạy xuống cái gương. Nhưng mà cậu phải đứng sát cái gương, nghe chưa? Bởi vì cái đó là cái gương tà đạo. Nó đã tạo ra hình bóng của hắn bằng cách dựa trên hình bóng của cậu. Thì bây giờ nó sẽ thu lại hình bóng của hắn khi có hình bóng của cậu. Doraemon nè, sao mà khó hiểu quá vậy? Nhiều chuyện quá ha. Nghe lời đi. Lại đi ăn thịt ta nè. Lại đây, cái con sát thủ Nobita kia. Thành công rồi. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng phi thuyền thời gian để có thể quay về quá khứ. Lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên bình thường. Hiểu chưa đồ ngốc? Hiểu rồi Doraemon. Cậu thiệt là thông minh quá đi. Chúng ta đi thôi. Thiệt là mệt quá đi. Cũng tới nơi rồi đó. Nobita à? Nobita, cậu chạy đi đâu mà sao thở hổn hển vậy? Từ từ, mọi thứ đã không trở lại bình thường rồi. May mà quá. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con nhớ mẹ quá à. Mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi. Cái gì vậy Nobita? Mẹ đang nấu ăn mà. Sao con lớn rồi còn nhõng nhẽo? Đi học về sao không chịu thay đồ? Bởi vì điểm kém là ba, là ba. Ba nữa, con nhớ ba mẹ nữa. Ơi, xin lỗi mẹ nha. Nobita hơi ấm đầu một xí. Ba ơi, con nhớ ba quá. Con trai cưng của ba. Nobita làm lố ghê luôn á.